trai các bạn, bác Ngư là chỉ lấy cháo nhiều rồi. Có thì ăn gì trai. Ôi chú chị ăn. Nhưng mà cái đấy nó cũng không hẳn là chung cư, nó cái nhà xong nó chia phòng. Đấy có phải chung cư quán. Có lắm tiền. Cho ông lên truyền hình Hàn Quốc. Rồi. Rồi. Nhà ấy mà nó bán cho mua luôn, nó bán hàng như thế. Ở đâu ông? Nhà này thì bao nhiêu tiền? Rồi lắm thì hơn 1 tỷ. Bao nhiêu? 1 tỷ. 1 tỷ. Thế thôi. Thế chưa ông mua đi, ông định mua cái nhà bên cầu bên 4 á. Thế là cũng không, không lệch mặt mãi không, nhưng mà có mà tháng nữa là nó lại không ứng. Thế à? Mà có 3 tỷ 3 mà có nó không ứng thì cuối cùng bây giờ cái tháng. Cậu lái đi đâu mà thầy vắng cái nhà ngay chưa, vẫn ngồi chưa uống mà. Đi Đức Quỳ theo bộ chung thay bị nhờ 2 năm. Nước có cái bình nước không con? Cửa ra thế đúng cái đèn khóa này. Nhà ông bán là chết. Nhà ông chết hết. Có mỗi hai vợ chồng sống thôi. Con quái cháu chết hết rồi. Chết. Con quái cũng chết. Không phải. Tức là mình thấy cái nhà nó không? Nhà cửa nó đến cái đèn này tự động.